quá trời luôn. Cái hồng bông cũng rẻ hơn hả? Bắt luôn cái này lên đây nó đẹp quá, đi không nổi luôn rồi, không đi đâu nữa chứ. Là cái này là whip giống như cô xịn những lá đó, nó trong lô này là hàng khô nè. Bắt hai con kia đi con. Kênh luôn nha. Hôm nay là tao đi chợ ngày 7 tháng 3 của chúng chị à. Cái leo gì? Dạ. Hôm nay đâu có ai xài đâu. Hàng hiếm nè, cái leo nè. Cái leo là mắc không cậu? 252. Cái này lâu lâu mới có, đâu có thường đâu. Rồi. Hiếm luôn. Cái này dặn khi quay bữa nay cái mai đặt không có. Chưa phải mùa nữa mà. Phải mùa nữa đâu. Ở gà có cá lăn xong không cậu? Xong hết sức, không con hay con mà. Nó chép nó hay vậy? Chép thường không? Chép có nhiều mà. Chép có nhiều không? Chép xong hả? Chép xong rồi. Gà giá nhiêu rồi cậu? Trăm mấy. Để em đi mua mực. Đồ xong đó, bán đồ xong rồi xong cá chị An lên không. Này cá biển cũng nhiều nữa nè. Qua đây hỏi mua mực trước. Ăn cơm vui chứ vậy? Lá này nhiêu thiệt? Như anh bảo ông ông này, ông này đi hai bảy giá không, ông này nhiêu ông vô cái đó cũng 26 này, 28 26 26 25 có 23. Hello ông bếp nè, ông này khô nè nghe. 260.000 với anh chị nha. Ai ạ? Lá nè, lá còn nữa. Lá thì bữa nay có một lá rồi, có bán còn nữa không? Còn bắp vít luôn theo của chú anh chị nhau. Nói được mà xị sò luôn. Không. Ừ, mang nhiêu? Nó cũng cỡ 200 mốc luôn. Bữa nay lái nó mua lên có lâu lá. Để nghe thôi. Lên 250. 250 nó mềm mềm con hơn. Lá trắng lá vậy. Lá sống đó chị. Lá này bán 26.000. Sô sô vậy luôn hả? Sô có nhỏ nhỏ lớn vậy hả? Lá của chị lấy là vậy luôn hả? Lá nó còn dạng như vậy luôn. 26. Vẽ luôn, vip luôn. Để coi. Nhiều ký nó vàng hơn này. Vàng hơn nữa. Con nưa hả? Này là từ hàng xô lâu xô nghe, nó từ nửa ký lên nha, thôi đến chị nha. Nửa ký lên. Để coi nhiều ký. Ăn cơm đi để coi cho, coi ở dự báo cho. Quay phim xíu rồi. Sao mới lại 260. Quá whip luôn. Này nửa ký cũng có đây luôn nha, chứ không phải hàng xô không nghe cô chú anh chị nha. Cũng không biết, nhưng mà nó còn có một hai con sò, có một hai con sò mới nè. Này lựa sò là mắc nữa đó. Còn để cái hàng sô sô đi cho nó rẻ. Hổm gà thì nó 270. Trên lon thì bán cũng vậy thôi. Này đẹp nè, lấy này lấy đây. Bắt luôn cái này lên đây nó đẹp quá, đi không nổi luôn rồi, không đi đâu nữa chứ. Quá xa đẹp. Rồi có được mấy con sò thôi nha. Rồi là hàng xô của chú anh chị nha. Xịn sò luôn. Nó đẹp thì mình mua. Chưa có lên trên chỗ lon không biết có đẹp về không, thôi đây đẹp quá mình lụm trước rồi chứ anh chị ơi.
Này là nó có thân bắc, thân bắc này chắc là 6 lạng 7 lạng đó lên. Quá vip. Đây là gì đó? Quá trời đã luôn chú anh chị ơi, nghiền luôn, mắt mình xanh lè xanh lét luôn. Này nó không có ngâm nở nha, thế mà nó ngâm nở rồi nó bị phình da lên rồi nó sẽ bị ra nước. Làm 3-5 nghe anh bảo 3-5 hả? À. 8 kg á. 8 kg á, bọc 3-5. Này cũng 260 luôn, là cái này là whip giống như con xịn, giống lá đó, nó trong lô. Này là hàng khô nè, 260 luôn nè. Ở trong có 250 con mềm hơn. Nó nhiều loại lắm quý chị. Hàng sống lúc nào nó mắc, mắc hơn cái hàng ngâm nha. Tiền nào của nấy coi chú anh chị ạ. 2 kg. Tự xử lính ăn cơm hết rồi. Ống 2 kg. Nè còn hàng ghẻ nữa. Hả? Ờ ông làm hả? Thôi ông làm người này nè. Ông ngâm người ghẻ. Cái hàng này cũng 2.2, 2.3. Nhiều giá lắm nghe có chứng kia. Tiền nào thì của nấy thôi à. Mà có mấy con lá nhỏ ngon quá trời luôn. Lắm mẹ. Ồ, Mino. Cái này phải 9-200 rồi. Nó xịn. 8 luôn không cần. Quá trời, ống này đẹp. Lá này quá trời vip luôn ở đây. Dặn mối xám mà mối xám đâu có, rồi mua mối xanh đỡ đi rồi. Mối xanh là ngon, mối xám nữa. Mối xám nó ít có lắm. Mối xanh như là sao? Như là 80 hả? Mối xanh. Mó. Nè. 80. Lấy mấy cái 3 kg. Bà con 80.000. Cái người giá nhiều hảo bao nhiêu ký? Ừ. 85.000. 85 hả? Để bắt lên mấy con nhỏ nhỏ hơn này ra. Hứa dùm 85.000. Ờ 3-4 kg. 3 kg không? Không, cân riêng từ con á. Bỏ số ký vô giùm. Cái nhỏ này nhiêu? Nhỏ 100. Giỡn. Lớn thì 82 kg. Ôi sao nhỏ dữ vậy? Con là 4 kg trên đó, 4 kg nào? Không hả? 24 kg nè, 24 kg. Có con kia này tới 5 số ký bự quá. 28. 5 số ký, 6 ký, 7 ký. Khứa giùm. Cảnh cáo à, cái là mai không có à. Nào có cà phê vậy? Chút có không? Có, không biết để đi mua rồi, ta bên kia cả đóng cả liền. Biết ẩn thánh nó đang rồi. Gầy này ngon quá trời vậy. Nay nhiêu vậy? Nãy giờ bán nhiêu? 60 luôn hả? Nay gọi sò rồi 60 luôn hả? Cá chuồn chuồn bự dữ hả? Cá này làm gì ăn ngon không? Nướng hả? Nấu anh chua hả? Mắc không chị? Rồi cá này. Cá này hiếm có lắm, lâu lâu mới vô. Ăn ngon lắm. Nó ở dưới biển nó bay như cá con chuồn chuồn. Này mắc có tiền không chị? Hả? Mắc không? Trời ơi, bán mà không biết giá hổ hoài luôn. Bán cho hai cái chim nửa ký con ơi.
cá này nhiêu ạ? 90 hả? Còn bữa nay đi đâu nè, đầu dưới 3 hết, đổ hết luôn. Mắc chứ ạ? Mắc chứ vậy? Qua sổ có 90 ngàn nhóc quá trơn. Mấy cái anh mà hai cái mốt một góc hả? Góc ngon vậy? Mắc không? Nay có biển quá trời chợ luôn kìa, nó rẻ rẻ thôi. Nay chợ nhóc đồ luôn. Con nhỏ này mắc không? 14 ngàn. Này đầu mực, con này đầu mực lớn xấu quá, cô tướng về ăn đầu mực nhỏ đi nha. Nó đen rồi rồi, nó đen cái gan tanh vậy đó, mặn nó. Ăn đầu giòn này đi. Đầu này nay nhiêu em? Hả? 155 ngàn hả? Đầu này nó trắng mà nó giòn nữa. Tại đầu kia nó thấy cái này đen quá, tao không mua. Ăn đầu này cô tướng về cũng đỡ. Lấy 1 3 1 2 đi em ơi. Mua đồ ngon đi chứ để mua đúng xài nó đang về là ăn mặn quéo bị mấy vốn xấu. Này à, tôi không thấy chứ nãy nhớ có 3 ký mà sao nãy gì nặng hoài không thấy, để lát hồi đi. Cá phai bữa nay có một chỗ một có bữa nay chắc cái cao một bữa cá đóng cái lèn hôm nay gì vậy trong kia không có cá phai này nhiều chị. Nó không có bự bằng qua. Nó không có bự bằng. Lát còn vô cá đẹp không? Lát còn vô cá đẹp không? Lát còn vô cá đẹp không? Bự nhỏ quá. Còn bự không? Còn bự không? Về tại mấy ký gì đang lụt mà đang lụt kiếm nè, có khoai mới lên cái ký 5 ký mới lên 5 mới 10. Sáng đi điện thoại em lại không có để em lại là lấy nhiều ký đang biết nhiều đó không biết mười mấy ký không biết nó đẹp mới được. Cái hàng này nó nhỏ quá, lát có bự là hú em nhỏ quá để kiếm bự bự chứ. Đầu nay không đẹp à? Đầu nay không đẹp không chơi. Chờ em chưa Út? Nay 25 nhiêu ạ? 25 rưỡi. 30. 24 hả? 30, 24. Cái số ngọt nhiều? Ngọt đó 17 á. 40 con hả? Không. Đầu chưa vô em? Lá nay nhiêu ạ? Lá 26. Lá sống luôn hả? Nay lá này sống có mấy con. Ống lấy cho 2 cái lá đẹp với ống 25. Ống nhỏ thôi, ống nhỏ thôi. Ống để dùng thịt 5 con, 6 con á. 6 con hả? 53 ngàn. Ông đó hả? Ông đẹp đâu? Ông này đẹp gì? Rồi lựa lắm đó đi. Ông khô đó được đó. 2 ký à? Có đầu mực lá nhỏ nhỏ giòn giòn không? Có đầu mực cái nóc đen á. Nhiêu ạ? Đầu này hả? Đầu này ha anh Út, lấy cho 2 ký đầu mực lá luôn, đầu lớn á má, 2 ký à, nay có tôm sắt không anh ơi? Lấy đầu đó đó, có không? Không không có thôi. Xui vậy, mới hôm qua có, nay không có.
clip không? Đầy không? Đầy không? Đấy. Trứng 18. Trứng nhỏ nghe cô chú chị. Trăm tám chục ngàn. Trứng này về hấp nguyên con luôn. Về rớt cái túi mật ra là hấp thôi. Ngày sao không có trứng bự à? Trứng bự không có ngộ à? Bự không có trứng. Ông đỏ đỏ mới có ông bự à? Ông thịt trứng hả? Để coi nhiều ký. Bao đẹp. Quá trời bự luôn, vàng thè vàng cháy luôn. Này nhiêu rồi anh? 100 ngàn hả? 100 ngàn. Để coi nhiêu ký. Có gì không chị? Nhiêu con? Triệu đỏ. Tôm lóng. Nhiêu chị ba? Tôm lóng. Tôm lóng. Tôm lóng 120 đó là nào? 120. 120 đi. 120 lại nhiêu như con? Nào 120. Đây để lớn hơn. 3 kg rồi chị ba ơi. Con này cũng 27 con rồi, 23 con rồi. 23 con đi. 3 kg đi chị. 3 kg đó đó. Coi lượng này đẹp quá, hôm nay coi nhiêu ký. Nay có cái này luôn hả? Có luôn. Nhiêu ạ? Quá bự luôn hả? 38. Bự hả? Thấy rồi, quá đẹp luôn. Cá này giờ rẻ cô chú anh chị ơi. Ồ, nó bự nè. Quá trời đã luôn. Ghiền luôn. Lương. Để coi nhiêu ký. Nó xịn sò luôn. 100 ngàn à. Vàng thật. Phi lê nè, nhiêu hả chồng? Nhiêu hả? Nay nhiêu? 145 hả? Cá bự nhất của nay mấy ký? Nhỏ gì vậy ta? Ngày sau lên cá nhỏ không vậy? Trước tại này cá nào có lớn hình như hết rồi. Mày không có lấy xương hả? Làm theo cậu. Cái này cũng lớn rồi. Lớn rồi 145 ngàn không lấy xương. Không lấy xương. Để coi nhiêu. Bốn con ký anh. Bốn con ký đây. Dạ. Con 203. Lấy cho 5 ký rồi. Mình đồ. Đầu lớn. Đầu. Đầu giá như vậy. Đầu lớn. Đầu anh đơn như 10 ơi. Hết rồi sao? Có 3 kg một lát có cái cơ không? 3 kg bất kỳ. Ừ bất kỳ. Với 5 kg 130. Rồi tính tiền. 4 con cái loại 3 con là 135 luôn các quý anh chị. 3 con ký một lát rồi. Mà okay. Cá mú bự nhất mấy ký? 26 ạ. Bắt lớn nhất cho em 2 con. Nó giá nhiêu ạ? Giá thủ ạ. 6 hả? Có bao tử không? Hai con lấy luôn à. Thì lấy 2 con đó. Chút căn luôn. Căn lấy số ký à? Lấy số ký à. Có bao tử không chị? Có. Có trường rồi phải không? Làm sáng sớm đi. Chị cho ba ơi, nãy có mua rửa ra đây không? Đâu vậy? Bán cho bà mắc mắc xíu, bà về chảnh bà mắc mắc lắm. Mắc đẹp má quá trời. Chị Mai bán cho bà sao bán mắc mắc á. Ừ bán rẻ gì chả bán mắc á. Có số ký em chơi vậy. Ủa,
chị? Cái này hả? Cái này 130 cho trên 25 đó. 130 không đó, trên 25. Này nhiêu? 55 hả? 55 hả? Bà tử bà xa. Bà tử sập. Về lấy muối, nước mắm trà là... xào có những gì ơi, ngon lắm, giòn lắm, bà tử bà xa. Bà tử cái con cá cha mỡ trắng á, bà tử này là cá xuất khẩu á, đây ấy xong rồi còn cái bà tử nên nay nhiêu chị? 60 quá à, này 2 kg đi. Trời ơi, chị ơi cho chú ngay đó là hỏi những xe có khẩu không ra. Càng giòn giòn này, cái này là ăn nhiêu? Nhiêu? Càng dây lên thể hả? Ừ. 45 nha. 450 hả? Đẹp không? 30 con nữa hả? Rồi, đó 30 con đó. 170 hả? Càng không, cũng nó xịn luôn. 25 con là 180. Ta bán 200 mấy em 180. Giảm cho em 2 kg luôn nè. 2 kg này, má ơi. Lấy luôn cho đến hồi. Được không? Rồi. 2 kg hả? Rồi. Con tài này nhiêu vậy? Mai bự như vậy đấy. Mai bắt hôm qua hả? Hai ký nè, một cà na nhiêu? Dây. Nhiêu cho mấy? Trăm bảy hả? 2 kg. 2 kg móng tay, 2 kg cà na, mở hàng cho. Gì vậy em? Quay nhỏ mà áo về là sao? Cái bộ kia là 50 con, anh lấy được 50 con là 200. Thì bự nhất thôi đó hả? Cái này cà mau, 40 con. Nhiều. Cái này 240 á. Lấy là 200. Lấy vào ai vậy? Vô quá, vô bằng hàng chứ ai. Trời ơi, chết luôn à, vô cho bằng hàng. Mày nhớ xíu hả? Này quyết 70 con, 56 con. Chị này đi mua khác đi. Dạ, lấy nhiêu ký anh lấy? Lấy bọc luôn á. À, 5 kg đúng không? Ừ. Xàm này bự bự không ta? Xàm nó, lấy xàm đi, xàm trứng dẻ cho. Xàm trứng quá hả? Này có ai giận đâu, con mấy chục hả? Con nó 60 ngàn, tính là 55 ngàn đi, bán không ra 60 ngàn. Có ai giận đâu, mua về ăn được. Có bánh thịt 2 tí nữa. Xào lông nè, xào lông rẻ tiền nè, hôm qua 20 ngàn nhóc luôn. Bữa nay nó 25 ngàn nữa. Bữa qua nó lại nó lỗ thiệt luôn. Qua mua cho cái anh kia, anh nói mua xào lông gì mà 200 ngàn như vậy. 200 ngàn đó luôn. Ông nói xào lông lần nào thì 200 ngàn đó nghe. Ông ta mua 220 luôn á. Nói 200 mấy nữa. Ông lại ông kia mới mua cho mày 40 mấy ký tạnh cho mày. Chưa, chưa có xài. Hồ trong 50 ngàn bự kìa. Cái gì? Đâu có xài đó. Mấy này đâu có xài. Quán không có dặn này. Nè, xà lông nhung này nha. 200 không. Qua lấy. Hôm qua lấy xà lông nhung này, ổng lên nói xà lông gì nào giờ mới nghe giá 200. Chắc ổng ăn mấy cái xà lông non này rẻ tiền á. Nó nhiều giá lắm anh ơi, nhiều loại xà lông lắm, xà lông 4-5 loại là 200 nè. 200 mấy à? 200 mấy? Đúng rồi, có 3 mấy nè, 35 loại xà lông non mà. Sao ta? 35 ngàn. Vậy kia chứ không có dặn, chỉ bán mà chứ không dặn, không biết nói cái này chỉ bán được ta. Hàng này nhiêu? Hàng khó bằng biệt không? Nó cỡ nhau này 160, con này 35 ngàn. Này cũng bự mà. Lấy gì chị bán thử cho ta. Lấy lại 5 kg này vậy? 5 kg này nha.
Lấy xà lông bếp này 2 kg anh. Hả? Đây cô chú anh chị ăn thì một kêu mua đồ ngon người ta mua đồ ngon rồi chứ đừng phân biệt giá, tại nhiều khi nó lội, nó 4-5 lội, 4-5 giá tiền mà cô chú anh chị. Tại đây thì trên kênh mua đồ ngon không à. Hello, 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 cái gầy quá. Lòng cỡ, lòng nhung viếp quá hả? Gầy giá nhiêu rồi chị? Tính luôn 22. 22 là bữa nay là ghẻ rồi đúng không? Ghẻ, còn 250. Sao bây giờ con đi chứ có lại, có người ta không được, đúng rồi. Ờ bởi anh ta ăn trên kênh em ta cũng không bị giá nữa nè, nó trời giá vậy cho nên là nó cũng hạ theo, chứ là từ lời giờ năm nói là nó chết giá được mua được thôi à. Dân Nha Trang mà nó dân nó giàu mà nó đâu cần thiết hết, với lại dân người ta biết ăn, người ta biết ăn, ăn tại vì nó bán ngược ra ngoài hay khu du lịch đó mà. Dân biết ăn là ăn mấy con xà lông nhung rồi nó ngọt thịt với lại nó mập. Nói chứ cũng trăm, một trăm người cũng có 50 người phân biệt được, họ cũng giảm vô xài được, ta ăn thường á, ta biết. Nhưng mà họ giảm lại, như hồi đó là xài 10 kg, giờ xài 5 kg. Xong lòng bằng lòng kia vô quá trời, nó tràn lan luôn. Em biết quay bán 2 tấn thì bán 12 giờ luôn á. 20, 20-30. Có một ngao, ngao này cũng rẻ vậy ta, ngao này. Nó không phải nó rẻ mà tại này nó chưa vô xây, thường cái xây của nó là 6 con. Còn cái cây này nó tới 15 con nên là giá nó ổn. À, 21. Ngao thôi chứ anh chị. Con ngao á, ngao biển á. Ngao biển lớn nữa, 150 luôn đó. Lớn lớn thường thường 150. Thường thường cây này tao mua nó khoảng 130. Cái này 21 là rẻ. Đó cô chú anh chị thấy vừa ta bán người ta nói đâu đó rõ ràng không, cũng nhiều loại lắm chứ không phải có người phân biệt được, có người không phân biệt được. Chứ không phải tặng đi mua mấy con xà lông này mà giao giá 200 thì trời ơi. Dạ. Cái gì? Ờ à, không. Mới mua 35 này. Trời ơi con sam bự. Quá trời sam luôn. Để đi mua. Tiền nào của nấy à, người mua lầm chứ người bán không có lầm. Chợ nó dài qua xà lông thì nó quá trời, bởi nó dập mấy xà lông kia chịu không nổi luôn. Xà lông non đó thôi chứ chị. Ốc quá trời ốc luôn, chợ này ba thiên ốc luôn. Nó biển, ốc nhảy, có ốc nhảy mà. Nhảy thì thường thường nó khoảng 200 ngàn, có lúc nó cũng 250 nữa đó. Ốc sò là tăng không có báo giá được, mua theo giá chợ của chú chị, biết đường đâu báo, dựa còn không báo được sao tăng báo được. Em ơi, Hà Đại Dương, em Hà Đại Dương 5 con nhiêu em? 5 con nhiêu? 46 ngàn anh Tân ơi. 5 con lựa cho anh 5 kg rồi. Với lại là lớn là nhiêu? Lớn cũng vậy luôn hả? Lớn lớn cũng 46 ngàn luôn anh. Lấy loại lớn 4 kg, loại 5 con 5 kg. Cái này 4 con. Đúng rồi. Lấy loại lớn này 4 kg đi, lựa cho anh đúng size 5 con 5 kg. 5 kg 5 con, 4 kg 4 con. Giấu nhau lắm đó. Giấu. Mà giá nhiêu? Hai trăm bảy luôn, thời gian rẻ quá. Để cho mạnh mạnh cho anh mà đóng 5 kg à, đóng bỏ nước rồi. Đẹp của anh chồng kìa. Đẹp này giá nhiêu ạ? Đẹp của anh giá nhiêu mà? Bự ra bự lắm. 170 hả? Rồi con sao lủng rồi trời, rồi ăn luôn. Là đẹp nay 170 hả? Không dài, nó giận như vậy mà đâu xuống lên xuống đâu. Bỏ gió tới nữa rồi, nó mắc nữa rồi đó. Lấy 5 kg. Phụ để ông kiếm, không kiếm ông dòm rồi. Lấy rồi. Đổi đâu? Đổi 15 con đâu? Không có luôn. Ủa nè. 180 cho mày luôn. Không có 15 con luôn. Tính mày 180 luôn, 200 kg. Bự. 180 luôn. Trời bự. Bự bự gì trời? Bự. Nè. 180 luôn đó, từ nhỏ đó. Đẹp. Dễ vậy. Này nhiêu con ta? Mấy con à?
mấy con rồi mọi ơi. Lấy rồi, không đủ lấy rồi. Ủa mấy con. Lấy gỗ được anh bảy. Đưa gỗ rồi, 15 con ký không? Sò sữa này nhiêu ạ? 15.000 20. Gỗ 20. Lựa cho 5 ký rồi. Không biết. Cỡ bán quán là lựa cỡ nó vừa vừa thôi. 5 ký à. Lộng không? Lộng không? Lên 5 ký đi chị bạn. Rồi mà mập vậy chị bạn. Chị được không? Được. Cả chị với anh Bảy được rồi, mập mập vậy đi. Lấy được mấy ký ra. Trời sò ốc rẻ quá trời rẻ luôn rồi. Mua gọi mua có đủ mua rồi. Có bự nhỏ cái nhỏ. Rẻ rồi. Mở rẻ quá trời luôn rồi. Bán quán mà chị không dặn không biết thì mua xe nào tới đây. Cái này xe con. Ờ, xe đó là vừa mà vậy. Theo quán cỡ này vừa. Ờ đúng rồi đấy. Còn xe đó xe cộ 270 hả? Ờ 270 luôn. Đó cỡ này đi. Ờ rồi. Làm cho mày bao nhiêu ký thì làm cỡ đó cho. Nè. Ờ rồi đó. Nè nè. Bao nhiêu ký là làm xuống là lấy. Cồ cũng giá vậy luôn hả? Cồ cũng vậy à. Cồ cái hàng này bự lắm ăn không ngon đâu. Nè cái này. Cái xe đó mới đẹp đó. Cái xe đó đi. Còn mấy ký rồi. Ốc giấy nhiêu à? Ốc giấy nè, ốc giấy cũng 40 luôn. Lấy 2 ký mỡ ra đi. 2 ký mỡ ra. Làm rồi. 2 ký 40 nè. Sống. Gõ rồi, này 2 ký nè. Sống ra. Rồi 2 ký xe giống gì ha? Ừ. Ok. Xe nhỏ nhỏ. Xe nhỏ rồi, bán quán lấy xe gì vừa. Nhỏ lừa nhỏ. Thôi con đúng đưa đâu. Thôi gõ em mà. 40.000. Ủa này đâu phải quán đâu, quên cái này ăn nhà mà. Bự đi. Chào bà luôn nè, đợi nè. Hả? Nhiêu trăm mấy, trăm mấy? Biết là mới vô luôn đợi rồi là kia nó quá xa nhỏ. Cái chị đẹp đó đó con chưa vậy? Trăm rưỡi vậy? Không bớt thời gian. Dạ, phân ký giùm anh đúng ký à. Hốt đi mười mấy ký, hốt đi vô phân. Mười mấy ký hả? Để anh đọc cho em phân. Ơi. Để anh đọc cho em phân. Rồi, có người đọc nha, có người phân cho anh. Phân cho anh nha, để anh hốt nước. Rồi đáo nước. Cái đồ kêu em, cái đồ bự 55. Cái này có 25 mấy giờ. Không có bự nữa. Này 130 hả? Cái này 150, cái này 5 con hả? 5 con gì? 5 con, cái này 3-4 con không có hết à? Để coi mấy ký à? Dặn cá bự bây giờ nãy có cá bự tôi kiếm nãy giờ. Không có ốc, ốc nhỏ ta? 60 con luôn hả? 50 con rồi. 320 con 320 3
ba mấy con này nhiêu giá nhiêu? Cái này là hai bọc hai ốc thường nuôi này quá trời vậy, hai ốc biển nó mắc nhiều lắm chị, biển mà cũng mắc hơn mấy chục ngàn rồi, có thể nó gà vô mùa. Ủa còn biển không người ta bỏ bán rồi đó. Xài nó ký cái máy không? Ký cái máy á. Bắt lớn rồi. Ông dặn không dặn con mấy con này mấy ký đã? Thôi bắt cái xài đó đi, bắt cho hai con đó đi, bắt xe đó đi, mượn con này đánh vô rượu vô, bắt thì đã con này ăn béo lắm phải không? Bắt hai con kia đi, con lớn này là ăn nhiều anh, cái con chỉ móc cái gai giá nhiều anh, cái gai giá nhiều ta? Hai triệu rưỡi hả? Trẻ lên giá phải không? Cái phẩm này rẻ hơn phải không? Hết hàng hả? Ở mình như nó như có 2 triệu 2 triệu mốt, 17 luôn hả? Lúc rẻ lúc vô mùa nó quá giờ lên 2 triệu rưỡi rồi. Cũng lạnh hết sức tôm hầm xanh gậy như anh sợ tôm hầm xanh gậy như 350 triệu 350 là xay mấy ba con xay lớn xíu bao nhiêu lớn xíu không bắp 350 hôm nay cũng dặn hỏi như ta hỏi xay nào ta để vào tin nhắn rồi hai con cũng 350 luôn hầm bông luôn hầm tâm này đang cao hầm xanh nhiêu 350 mà nhỏ vậy hả hai con ba con rồi con thì dặn các bạn cũng 350 năm sáu 350 hồng bông cũng rẻ hơn hả? Rồi chúa. Con này chỉ mốt 50 hả? Đó là 3. Con nhỏ này nhiêu ta? Con nhỏ này là nhiêu? 900. Nhỏ này chắc 6-7 lạng. Này ngon quá trời, móng vàng ngon quá ha. 40.000 móng vàng ngon bự luôn. Móng tay nó lên hổn quá. Không có đồ nó lên hổn quá. Lên cái 100.000. Rồi bữa có 120 nữa hả? Bữa đằng kia bán 120 bà chị của ông Trung bán 120. Bữa nay có 40.000, nhưng bữa 30.000 nữa. Nó hên xui đó. Ốc giác này này rẻ à phải không Tết? Sao trời bữa nay vô lễ nên cô chú anh chị ăn nhiều á, may hên là vô lễ 8/3 mà ngay nước đồ cũng rẻ, cô chú anh chị ơi, đồ rẻ quá, đồ quá trời đồ luôn, ai đồ rẻ rẻ không có nhiều cũng rẻ chứ, nhiều bữa nay bự rồi. Quay mặt anh Vũ ơi, quay nhiều trái mạng làm cái gì quay. Cháu tụt tôi đúng rồi, cháu bụi bụi rồi. Đẹp chứ bố. Không thì dở ra. Đẹp chứ. À quay ra ra canh nè, chú anh trai nè. Con tay cũng rẻ luôn, rẻ luôn. 1.000 hàng, lẻ 100 tiền không? 20.000 ký à? 20.000 không như chết á. Là có luôn. Như nhỏ này nè, mới 20 phải không? Như nhỏ là 20, 15, nhiêu giá tiền nào của nãy à. Như chết cũng có 10.000 cũng có, 5.000 cũng có. Nó thẳng là tiền nào của nãy là. Sao lụa nay rẻ hả chứ, hả chị Phương? Ờ nay rẻ vậy đó hả? Nay rẻ dữ vậy đó. Sò này khoảng 250 260. Không đầu hôm bán 22 đó. Phải không? Mà lúc khoảng 250. Mấy đó cho lên hạ đó, lên hết. Quá trời đồ hả? Ừ, để cho nó hết để con này khoảng 250 260 mà không có mua. Đúng rồi. Đó rồi. 280 đẹp được vậy luôn, không đẹp vậy luôn á. Lô nay rẻ lại. Được hai còi, ngao hai còi á cô chú anh chị.
Thôi đâu có ai giận mấy đấy. Vậy nay có chịch lấu lại nghe cô chú anh chị cá trứng nóng luôn, cả này về nấu canh chua rồi ăn rồi thôi, hết rồi cơm luôn, nướng cũng ngon nữa, cá này nướng nướng mồi nguyên con luôn. Nay như ông Nhi hả? À? 109 cá này con chắc cỡ ba lạng mấy á, 3 con/kg cô chú anh chị. Cá lớn hơn cá từ kia nó mắc lắm, cá heo ở này bự bự nửa ký vậy à, con nửa ký, con cá 1 ký mắc hơn. Mượn gỗ quay cá heo bán, cá heo may điện cho em Hồng ở Long Khánh mua, này có cá bự quá trời bự luôn em ơi. Đây bự quá trời luôn, 380 mà cá này năm trước còn 600.000 á, năm trước nữa chứ, hai năm trước 600-700 kg, bây giờ nó nuôi nhiều quá rẻ. Cái gì cũng vậy à, cứ đi theo phong trào mà nuôi nhiều là do là nó hạ giá nó rẻ lại. Này chung nuôi chung với con chạch lóng hay gì, chung với chạch lóng rồi. Cá nheo nuôi cá này có 80-90 ngàn/kg thì chú chị à, cá lùi này ăn chắc béo. Cá này làm gì ta, cá này nay nhiêu chị hai? 80 ngàn. À, cái lỏng phân thiết ngon quá không? Cá này muốn xả chiên rồi hả? Ngon. Đợi có phai hoài không đợi được cái em nhìn thấy có anh chở anh mua. Cá mối này tối bán nhiều, cá này phơi khô cũng ngon lắm nè, của chú anh chị. 75 ngàn. Cá ngon quá trời luôn, cá bự. Sò huyết luôn, cá cứng nhắc luôn. Tối mua sót của anh kia 2 cái nụt gai à. Cá ngon này, cá sò, cá này thịt nhiều lắm luôn các anh chị. Giờ kho cà cũng ngon mà lại chiên cũng ngon. 60 ngàn. Cá sò. Có mua sót. Chỉ vàng này 55-60 ngàn từ bữa. Về chắc thì tới 50 ngàn quá. Cá này mua về xẻ làm khô được à. Thì sáu bữa nay chợ quá trời đồ của chú anh chị ơi, ở đâu cũng vậy hết trơn, đồ nhiều lắm luôn. Đó, mực chỉ sáng còn ấy, mực đẹp không luôn, vip không luôn. Này cái hố nhỏ bữa nay tao không có mua ai trơn á nha, có hố gì không à, bể bụng gì không à, mua gì đó. Có đồ ngon thì mua, còn không thôi cô chú anh chị đợi ha, chứ để thì mua không ngon mà công nữa. Gia đình ăn vậy cũng được rồi, cá này cũng mới sống cũng mới chết rẻ 100 ngàn. Ồ rồi da này 115 mà mới rẻ luôn.
chừng nào về? Về hoài vậy? Mới giờ qua được 2 bữa giờ nữa hả? À, giờ mình đến rồi. Đợi làm một tuổi hoài. Đi sáng luôn còn đồ đẹp. Chợ đồ nhiều là vậy đó, có hướng kia. Tết một cái này là 350.000, 350. Mực này khô mực. Chị Mai có xài em dẫn đây nha chị Mai. Đồ ngon quá trời luôn chị ơi. Lấy mấy chục ký rồi bán chị. Sáng em nhắn tin cho chị. Em quay clip tối rồi chị vô chị coi chị thấy nó đồ ngon lắm. Đồ là khô mực, mực khô lắm luôn. Mai có xài nhắn em dẫn giữa chưa? Thì cũng sớm đồ ngon để em ra tới 12 giờ tôi bán mấy người lửa trước rồi tôi rửa hết một bự. Mấy mực nhỏ nhỏ vậy là 4 con bao nhiêu hả? 3 con là nhiêu? Đồ không? Lưa không? Giờ 23 hên lắm á, xui lắm á, tới sáng mới còn mực này như vậy, mấy mực này giá sáng còn đụng chợ gào không còn hàng đi quá không cái mấy vựa này dễ gì mà mấy mực này còn với mày mang vào bít chịch đây mà bán hàng đâu đi nhiều quá rồi thông đường là nhiều không đủ bán đi bạn hàng làm biến đi á, có gạo là gạo bít chịch là sữa nè đó. Đồ. Nước biển như vậy ở đây ai xài nước biển trời. Mấy ốc mà đang xài mực hả? Bán nước biển không cũng giàu, đi ra ngoài biển hút nước biển lên chợ Bình Điền này giàu luôn. Ôi. Cái đó quá xa cái đói rồi má Hùng. Không thể tiêu thụ nổi luôn hả, vô nước rồi. Quá trời đồ luôn, cái đói lúc gầy mua về làm khô được cô chú anh chị nắng nè. Mua hàng nữa nhỏ làm khô được nè. Khô ngon lắm à. Mua loại 50-60 mà làm khô là ok luôn. Muối lại luôn. Hết bạn hàng và gào hết bạn hàng muối lại luôn. Quá trời đồ luôn. Chợ này bữa nay hết biết. Đồ quá trời đồ, không thể nào tiêu thụ nổi. Sáng rồi, ngày mai lễ rồi cô chú anh chị có đi chợ Bình Điền đi gặp ở dưới nè, ta bán. Vừa bán không đó, này quay khô cá lóc giá sáng cho mọi anh chị thấy nè, 140.000 nè, đó, 140, ngon luôn nha, này cũng khô cũng vừa ăn rồi, đó, trời bữa nay quá trời đồ luôn, ốc có bệnh bữa nay ba thiên rồi bệnh. Vòng vòng đây là vừa bán không mà qua hết cái khu chợ tạm này là mới tới chợ trời bán cô chú anh chị. À, đây là khu này là vừa bán không cô chú anh chị khỏi lo về cái ký vọng đường kia nọ. Có mua mực mua tôm đồ này nè cô chú anh chị mua mực kêu thấy tiền xong rồi kêu người ta để cho gáo nước mình hả căng thì nó không có mắc ký không đừng căng liền. Gài cá cam nhiêu ký anh? Cái cam gầy nhiêu ký à? 60 hả? Cam đẹp ghê rồi. Cam có đẹp à? Xịn luôn nè. Cái lè cá đó hả? Ừ, giống cái tươi á. Nó xịn luôn. Con này 60 lạng hả? 80 lạng như vậy. Dữ rồi, nặng dữ rồi. Ừ, cái trực mà. Ghê rồi. Cái Hàn Quốc là Quốc trụ, bị chán cái này đâu mà. Ngon hả? Ừ, Hàn Quốc có rẻ tiền hơn. Hả, có gì mà? Cái thu đâu ngon bằng béo bằng cái này đâu. Cá Hàn Quốc rẻ hơn nhiều không? Rẻ hơn mấy ngàn. Ờ vậy hả? Không ngon lạnh cho ăn rồi. Không có béo bằng phải không? Không, thịt cái tôi à. Con cá là cứ thịt xanh luôn, cũng rắc luôn. Thôi. Đây là thằng VIP đúng không? Ừ. Đầu cái hồi lớn nay nhiêu rồi? Mấy cá chục, 55 cá chục cũng được hả? 55 ngàn, 70 luôn. Rồi hôm nay thì Tân quay đến đây kết thúc clip của chú anh chị ơi. Hôm nay đi về trễ quá nên không có đi quay vòng vòng cập nhật giá buổi sáng à.
nay quá trễ rồi, nay tới 6 giờ mấy mới xong công chuyện rồi, hình như là mới về. Ở dưới này là chợ trời bán.